được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Harry Won bất lực chứng kiến cảnh Trấn Thành đưa người đàn ông này về nhà, đến 3 giờ rưỡi sáng mới cho đi. Harry Won lại một lần nữa than thở vì sở thích buôn dưa lê của ông xã Trấn Thành, đến đêm không chịu đi ngủ mà bắt vợ nói chuyện cùng. Mới đây, Harry đang dùng trạng thái gây chú ý trên trang cá nhân, tiết lộ về sở thích nói chuyện nhiều của ông xã Trấn Thành. Chưa kịp mừng trước hành động lãng mạn của Trấn Thành, Harry Won hụt hẫng khi biết lý do. Cô kể sau khi cuộc tụ họp bạn bè ở nhà Hoa hậu Thu Hoài, Trấn Thành đòi đưa Quang Trung về, nhưng không phải về nhà nam diễn viên, mà lại là đi thẳng về nhà nam MC để nói chuyện tiếp. Harry Won than thở, đi ra khỏi nhà chị Hoài lúc 1 giờ 40 phút sáng, Quang Trung tự bút xe về thì không cho, chồng mình nói sẽ trở về và bắt cóc nó và nói chuyện tới 3 giờ 40 phút mới cho về. Đây không phải lần đầu tiên Harry Won bất lực trước sở thích buôn dưa lê của ông xã Trấn Thành. Cô nhiều lần tiết lộ Trấn Thành đưa hỏi bạn thân trúc nhân Quang Trung về nhà ăn uống nói chuyện lúc 2-3 giờ sáng. Đêm đến không chịu đi ngủ mà bắt vợ nói chuyện cùng. Chưa kể nam MC đình đám còn thích hát hò đến nỗi 4 giờ sáng vẫn đứng trong phòng tắm hát nghêu ngao. Tuy nhiên, câu chuyện về sở thích lạ lùng của Trấn Thành lại khiến người hâm mộ thích thú. Mỗi lần Harry Won chia sẻ cuộc sống đời thường của hai vợ chồng cô lên trang cá nhân đều nhận được nhiều lượt thích và bình luận của cộng đồng mạng.